Xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh YouTube Hòa 89 Vlog của mình nhé. Hôm nay trời mưa, sáng giờ trời mưa. Bây giờ mới có cơ hội ra quay video giới thiệu mọi người đến quý vị và các bạn, đến các anh chị, cô dì, chú bác nhé. Một nội dung mà các anh chị chú bác nên tham khảo đó là 10 cái loại giống bông trang mà mình nên trồng tại trong vườn của mình. Vì sao thì phải nên trồng 10 loại này để cho khu vườn của mình trở nên có nhiều hoa, nhiều màu sắc để mình cho khu vườn nên sặc sỡ nhá. Mà thì 10 cái loại giống bông trang này đặc biệt thì những cái loại giống bông trang đẹp nhưng lại cái giống rất là mềm, rất là rẻ để cho mình có thể dễ dàng đặt mua về trồng dễ dàng hơn. Ví dụ như có những cái loại giống bông trang mà mình có thể thay thế trồng như cho bông thọ, bông cúc chẳng hạn, trên mùa Tết để mình trồng xong nó có bông. Vì sao phải trồng 10 loại giống bông trang này thì các bạn với các chú bác thì hãy theo dõi nhé. Thì còn bây giờ cây giống bông trang đầu tiên, mà hai loại giống bông trang đầu tiên mà mình nên trồng đó là loại bông gì, mọi người xem video nhé, xem tự Hòa giới thiệu cho mấy chú bác hai loại bông trang gì đầu tiên, theo dõi đủ hết 10 loại nhé. Đây là hai loại mà Hòa giới thiệu mọi người đầu tiên, đó là bông trang màu hồng với bông trang màu trắng. Hai loại này là mọi người nên chơi đầu tiên nhé, bởi vì thứ nhất là cây giống hai cây này hiện tại đang rất là rẻ. Đây để mọi người gần xem rõ ràng hơn nha. Đây mấy anh chị chú bác, đây là bông trang thứ nhất là cây bông trang màu hồng này với cây bông trang màu trắng này. Là thứ nhất là cây lá với lại cây nó y chang nhau nhá, chỉ khác nhau là màu sắc về cái bông thôi. Hai cây này mà chưa có bông thì khó phân biệt lắm. Cây này thì có tên là hồng phấn lá trung. Đây mọi người, bông của nó rất là cũng ra nhiều bông, siêu bông. Để mình tiến lại gần này. Tạm thời thì bông này nó đang tàn rồi. Đây, màu sắc thì rất đẹp. Khỏi phải chê nhá mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Đây là loại hai loại bông trang đầu tiên mà Hòa giới thiệu đến mọi người tham khảo. Có thể mình trồng chơi. 10 loại trong 10 loại bông trang nên trồng trong vườn. Thứ nhất là giá rẻ và mềm. Để mình lại gần bông trắng trắng nhé. Đây là cây bông trắng trắng này. Cây còn nhỏ nhưng lại siêu bông, bông cũng sắp tàn rồi. Đây là hai cây mà Hòa trồng tầm 5 đến 6 tháng đã lên như vậy rồi nhá. Bông rất nhiều. Đặc biệt hai loại này là xuyên ra bông. Cho nên chậm phát triển hơn so với những loại khác nhá. Hai cây giống này thì giá từ tầm 25.000 tới đến 50.000 đã có cây giống rồi. Cho nên mình là trong một số 1 ưu tiên để trồng bông nhá. Hoa thơm đẹp, có thể dùng làm trà uống. Đấy. Đó, các bạn thấy này, nó rất đẹp nha, màu trắng, màu hồng, rất đẹp. Vừa rồi là hai cái bông trang đầu tiên mà Hòa giới thiệu đến anh chị chú bác nên trồng trong vườn. Vì sao? Bông thơm đẹp, siêu bông, lại giá rẻ, giá cây giống rẻ là một yếu tố để mình dễ mua. Không, hai cây bông trang đầu tiên mà Hòa giới thiệu đến anh chị chú bác. Vì sao nên trồng? Bởi vì thứ nhất là giá cây giống rất rẻ. Thứ hai, hoa thơm, trồng siêu bông. Màu sắc trắng với hồng là hai màu sắc rất là tinh khôi. Mình rất thích, cho nên là đây là hai cây giống đầu tiên ưu tiên để trồng tại vườn. Vậy còn hai loại tiếp theo mà mình nên trồng là hai loại gì? Anh chị chú bác hãy theo dõi nhé. Hai loại gì Hòa tiếp theo giới thiệu mọi người xem có nên trồng hay không. Đây mọi người, đây là cái ưu tiên trồng cho quý vị và các bạn nè, các chú bác này. Đây là cái bông trang Mỹ Hồng màu hồng, bông to, chân bông dày, siêu bông mà cũng rất là thơm nhá. Cây giống này thì khá rẻ rồi, 20k đến 15k, 20k, 30k đều tùy loại cao thấp nhá. Đây là một trong những loại bông mà to, dày, siêu bông, bông đẹp, màu sắc đẹp. Đấy, những cây sau này là Hòa trồng tạo ra một cốt, một tán nhá. Hòa trồng bông hồng này thì hoa Mỹ Hồng rất nhiều. Đây là cây số 3 mà mình nên trồng, đó là bông trang Mỹ Hồng. Vậy còn cây thứ tư mà giới thiệu
đến quý vị và các bạn là cây nào thì các bạn anh chú bác theo dõi hết video nhé, đừng có bỏ qua video. Hãy theo dõi 10 cây bông trang nên trồng để cho khu vườn của mình trở nên đẹp hơn, mà chi phí đặt 10 cây rất rẻ nha. Mọi người hãy theo cây mọi người hãy theo dõi video nhé. Theo dõi video đừng quên nhấn like video, comment bình luận xuống dưới video nhé. Để xem mình thích loại trồng loại bông trang nào. Đừng quên ủng hộ cho Hòa một đăng ký kênh. Đăng ký kênh là để ủng hộ cho Hòa càng ngày ra nhiều video, nhiều nội dung hấp dẫn hơn nữa trên kênh Hòa 89 Vlog của mình nhé. Còn bây giờ thì tiếp cây số 4 nha. Đây là cây số 4 nên trồng, cũng là màu hồng luôn. Đây là cây hôm qua video Hòa có nói rồi. Cây giống này cũng khá rẻ cho nên cũng không đắt lắm nên mọi người cũng có thể chơi được. Đây là cây số 4 cũng kiểu như là đẹp hơn hoa Mỹ Hồng. Cây này là bông trang tím xanh lá trung, cũng mọi người nên trồng để khu vườn trở nên hồng đẹp nhé. Đây cây số 4 mà mọi người nên ưu tiên trồng, rất đẹp luôn các bạn. Đó, cây này hòa trồng rất tốt nè, đó, rất bông này hòa trồng nhiều lắm. Đây các bạn nha, cây số 4, đây là ưu tiên số 4 nha, các bạn theo dõi còn 6 cây nữa. Nội dung video hôm nay hơi dài cho nên anh chị chú bác cố gắng theo dõi nhé. Theo dõi hết video cũng là cách để ủng hộ cho Hòa ra video nhiều hơn nhé. Mọi người theo dõi cũng ủng hộ cho Hòa một like, một subscribe, đăng ký kênh luôn nha mọi người. Thì 4 cây rồi, 4 cây mọi người xem rồi, chuẩn bị tới 2 cây tiếp theo thì giới thiệu cho quý vị và các bạn. Thứ nhất là cây giống vừa rẻ, thứ hai là đẹp để mình chơi trong khu vườn càng ngày càng đẹp hơn. Còn tới 2 cây tiếp theo để mọi người tham khảo. Đây bây giờ cây tiếp theo nhé. Nhìn hoa chắc các bạn anh chị biết đây là cây gì, cây số 5. Ưu tiên nên trồng trong vườn để tạo ra một khu vườn đẹp, mà lại giá cây giống rất rẻ nữa. Đây là một trong những cây bông trang mà có tên gọi là vàng Pháp giống Pháp nha. Đây bông trang đang nở rất đẹp các bạn nha. Đây màu sắc này là vàng tươi luôn, cũng nhiều bông, cũng dễ tạo cây một cốt này. Cây giống cũng đặc biệt là khá rẻ, từ 30k tới 50k đã có cây giống rồi. Cho nên là hãy nên trồng đi, rồi một ngày nào đó mình trồng từ cây giống thì ở đó thì thời gian thì mình sẽ có bông chơi. Đó, các bạn theo dõi nha, cây số 6 là cây gì cũng cùng đồng loại với cây bông trang này luôn, thì hãy theo dõi nhé. Đây là cây số 6 mà cùng loại với Hòa giới thiệu. Đây là cây bông trang cam Pháp, cũng cùng dòng họ với vàng Pháp nha. Đây là bông trang màu sắc này, màu cam. Giá rất rẻ. Cây này hồi trước cây nhỏ mà mua có 20.000 một cây giống à. Rất rẻ mà mình phải chơi luôn. Đấy. Chơi cùng với anh em với có dòng có cặp cho vui nha mọi người. Cùng loại với vàng Pháp, bông rất đẹp. Đây là 6 cây giống đầu tiên mà mọi người nên trồng trong vườn để tạo ra một khu vườn đẹp nhé. Còn 4 cây giống nữa để giới thiệu mọi người xem, thì trước khi tới 4 cây nữa thì mọi người hãy nhấn like video, đăng ký kênh, theo dõi ủng hộ nhé. Các bạn xem hết video là cũng là cách ủng hộ cho Hòa càng ngày ra nhiều video nha mọi người. Bây giờ mình tới cây số 7. Video dài thì các bạn cố gắng xem hết video ủng hộ Hòa nha. Đây là cái cây số 7, cây giống khá rẻ, cũng là đáng nên chơi. Cây lá hơi to xíu nhưng đặc biệt là cái bông rất đẹp nha mọi người. Bông vàng nghệ rất là đẹp luôn. Khi mà nhiều bông thì chơi sướng lắm, cho nên đừng có để ý tới cây lá làm gì. Quan trọng là để ý đến cây bông, chất lượng bông. Trồng nhân lớn, thứ hai bông nhiều, siêu bông. Thứ ba là giá rẻ, trồng trong vườn rất đẹp. Đây là cây giống vàng nghệ lá lớn. Hey, mọi người nên trồng cây giống khá rẻ, 20.000 đến 30.000 một cây rồi. Rất rẻ luôn. Đây là cây số 7 và tới cây số 8 là cây gì mọi người theo dõi nha. Hai cây cuối cùng, ba cây cuối cùng mọi người nên theo dõi hết video nha. Đây là cây số 8 cùng loại vàng nha mọi người. Cây giống này thì cũng có nhiều loại này. Vàng tàu, nó có đỏ tàu, cam tàu, mấy loại luôn. Mà thì Hòa giới thiệu một cái loại vàng này cho mọi người chơi trước nha. Đây là vàng vàng tàu, bông rất đẹp luôn. Đây mọi người, cái chân bông nó nụ ra rất đẹp đó. Đây là cây số 8 mọi người nên trồng, giá cái giống khá rẻ, 25-30k đều có nha, đều bán nhiều lắm. Các bạn nào muốn mua hay là không biết chỗ mua thì comment để lại bình luận nha, hoặc giới thiệu những nhà vườn giá rẻ, cây giống chất lượng cho bà các bạn trồng trong vườn nha. Nha mọi người, cây giống mà Hòa giới thiệu cho mọi người là cây số 9, bông trang sen, bông rất đẹp, chân bông đẹp,
Cây giống khá rẻ, thứ nhất lá nó cũng đẹp luôn các bạn nha. Cây giống thì rất rẻ luôn, 25k, 30k, 50k, rất rẻ. Đây là một cây mà các bạn nên trồng trong khu vườn của mình. Màu sắc đỏ là cũng là một màu sắc hấp dẫn, khá mạnh mẽ, cho nên là một cây bông để mà cân đối các loại bông trang khác làm điểm nhấn nhá. Còn bông trang Mỹ Cam thì các bạn xem luôn, nó cũng đẹp luôn, cây giống khá rẻ. Đây là xung quanh này là khu vườn của Hòa trồng, tạm thời thì Hòa trồng khoảng 700 cây bông trang, nhiều loại giống khác nhau. Vì thích Hòa thích trồng bông trang để có một khu vườn tươi đẹp nhá. Còn phía sau này thì Hòa sẽ trồng tiếp sau đợt dịch này. Thì đó là 8 loại bông trang mà Hòa đã giới thiệu mọi người. Thì còn 2 loại bông trang nữa thì Hòa cũng giới thiệu mọi người luôn. Đó là cái bông trang Mỹ Cam với lại cái bông trang trang sen. Hai loại bông trang này, thứ nhất cây giống rẻ, cây giống khá rẻ nhưng lại bông cực kỳ đẹp luôn. Cây giống từ 25.000 đến 30.000, 50.000 là đã có cây giống rồi. Đó là một bộ sưu tập 10 cây giống bông trang giá rẻ mà bông lại đẹp, chất lượng để trồng trong vườn của mình, tạo ra một khu vườn đẹp, nhiều cái màu sắc sặc sỡ để cho khu vườn càng ngày càng hấp dẫn. Nhiều ong bướm tới lắm mọi người, chim chóc ong bướm tới rất là thú vị đấy. Kết thúc video thì tại đây. Thì cũng rất vui mọi người đã theo dõi đến hết video. Thì cũng rất mong mọi người nhấn like video, bình luận xuống dưới video xem mình thích loại bông trang gì nhá. Còn bây giờ thì hãy để lại cho Hòa một cái còn bây giờ thì mọi người hãy thương Hòa, ủng hộ cho Hòa một cái đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi những video mới nhất trên kênh Hòa 89 Vlog của mình. Hòa chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn một video tới tiếp theo nhé. Xin chào.